Chào mừng bạn đến với Vlog của Vinapam. Vinapam là nơi chia sẻ những ý tưởng về giải pháp làm vườn nhiệt đới và là sân chơi cho những người đam mê nghệ thuật và cảnh quan sân vườn nha các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng theo chân mình để đi khám phá khu vườn nhiệt đới nha. Hãy bắt đầu thôi nha. Let's go. Rồi, hôm nay mình dẫn các bạn đi theo chân mình để khám phá vẻ đẹp của tác phẩm hoa non bờ kết hợp với một cây cau sâm panh, cây gia nhật cũng như một cây gừa nha các bạn. Dưới này là nên thảm màu tím rất đẹp. Đây là một ý tưởng rất độc đáo. Hòn non bồ này là cái này người ta làm bằng xi măng nhân tạo nha các bạn, chứ không phải đá tự nhiên. Nhìn thì cũng gần giống đá tự nhiên, nhưng nếu bạn để ý và nhìn kỹ thì đây là đá nhân tạo và xi măng nha các bạn. Rồi bên này sẽ có một cái cặp lấn nha các bạn. Lấn và một vị thần tài nè. Bên này sẽ có một cặp đuôi công màu xanh rất đẹp. Đây là một cặp kỳ lấn nha các bạn. Mời các bạn xem lại tổng thể nhé. Rồi, mình vừa dẫn các bạn đi khám phá một ý tưởng độc đáo với rất nhiều là cây phối hợp với nhau. Đó là cây cau sâm panh, cây gừa, cây gia nhật, cây màu tím lam nên này, công này, cây trâu ba này, trâu ống này. Rồi, rất nhiều cây khả nghệ nhé các bạn. Và cái rễ voi ở đằng kia kìa. Nếu các bạn thấy vlog này hay và ý nghĩa thì hãy like, share và đăng ký ủng hộ cả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo.